apocalypse. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ ra run với Fiolina. Thì hôm mấy ngày trước thì mình đi thường, đi giải trí đồ cho vui. Đấy. Nay thì mình sẽ bắt đầu ra run lại nhé. Mình sẽ đi ăn con bò xanh thôi. Fiolina thì đầu game thì phải cố gắng farm thôi. Đấy. Hãy bông hoa đấy, đi farm rừng ra nhanh. Ở kìa. Thôi, con Fiorina tìm bạn nó cướp đi màu xanh mình rồi. À, Fiorina chơi núp bụi nè, đấy, núp. Và thả bom và cướp màu xanh của mình. Ok, Civit kìa. Thôi bạn ơi. Thôi xong. Civit là ham mạng Fiorina của tiên bạn. Và cái kết cũng là bị Civit bắn cho sắp mắt luôn. Fiorina trên bạn thì ép trụ đường giữa mình rất là ghê nha. À chà, chó mình luôn nè. Thôi mình sẽ chơi chiến thuật đó là ôm trụ nha. Đầu game thì phải farm thôi. Fiorina thì tầm giữa game tới cuối game. Để bông hoa bắn rất là đau. Bật luôn cả chiêu cuối nữa nha. Và trên bản có cả Margarita, Fiorina, Civit, Scorn và cả Aiden. Đấy. Và đường chân của mình đó chính là Aiden. Đấy. Thì còn Aiden thì nó giống như của Naroth Minh Liên Quân và cả hàng tín của Vương Giả Vinh Diệu ấy. À chà, và bắt tiên thì có ngay mạng của Scorn tiên bản. Tên mình thì có Senna này, Scorn này, bắt tiên này, Hewitt này. Đấy. Tên mình và cả tiên bản thì cũng gần giống nhau luôn này. Ơ kìa, Scorn hổ báo à. Mà Margarita thì nó giống như con Violet này. Đấy, cái chi một thì nó là lộn này. Đấy. Chiêu 3 thì nó giống như của con John. Đấy. Và tên mình thì được con gồng đầu tiên. Á chà, mình sẽ bắt con Scorn luôn này, Scorn hổ báo này. Ơ kìa, bắt tên là KS mẹ mình. Nhưng mình có mùa xanh thôi. Đầu game thì bị Fiorina tên bản này cướp mùa xanh của mình. Đấy. Thôi. Ông qua bắn người đào đào ạ. Thì biết tên bản người chết rồi kìa. Thôi. Thế mà mấy bạn ấy đi vô cái vòng tròn của bóng qua thì nó bắn người ở đầu. Đấy. Đây bắt luôn Scorn này. Mấy bạn mà để con chi biết ấy bắn ngay chiêu cuối này nó cản người ở đầu cực kỳ khó chịu nha. Mình rất là ghét chiêu cuối của Civit. Đấy. Chiêu cuối của Civit thì là giống của lại John. Đấy. Thôi xong rồi. Thôi. Đấy, Civit bắn nghe chiêu cuối rất là chuẩn luôn.
Đấy, bị xe viết tới bạn bắn cho mình cho sắp mãn luôn đấy, nên bạn đi chốt luôn. Đấy, mình đã chết ngay cái mạng đầu tiên rồi. Thôi giờ mình chưa được một mạng nào đấy, mạng hỗ trợ cũng không luôn. Senna thì tầm giữa game hãy khi mà mấy bạn đặt cái chiêu đóng băng, hãy đặt luôn cái chiêu mua băng nữa đấy. Chiêu mua băng của Senna rất là khó chịu nha. Senna thì tướng pháp sư đấy, hao mana rất là nhiều. Đấy, team bạn thì đã mất đi hai đường trụ, đấy, đường trên và đường dưới. Thôi 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 thôi, Fiona chơi là chiến thần lại. Thôi nào, trụ mình còn chút xíu máu nữa này. Để Fiorina đặt bông hoa nữa thôi là cái chỗ mình sẽ bị nát luôn đấy. Đây, mình chuẩn bị bắt luôn là Fiora nha các bạn này. Đây, con ngồi đây rồi, bắt luôn đấy, bắt xe buýt luôn là bạn ơi. Thôi, có cả score này. Thôi, anh ơi, thay em anh ơi. Ờ, mình sẽ đặt bông hoa đây này, đấy, mình sẽ chiêu bài này chỏ lại luôn này, đấy. Bật chiêu cuối luôn này, đấy. Lên bạn điểm số luôn, bắt Aiden luôn này bạn ơi. Aiden chạy rất là nhanh. Mình sẽ lấy luôn cho mùa săn của team bạn luôn. Đấy, Aiden làm sao mà chạy được bạn ơi, đấy, dính ngay cái chiêu đóng băng của Senna. Ai chà, bắt tiên. Chết luôn khi mà được mạng của Island tiên bản. Senna thì vị tướng rất là cần mana nha. À, đây, score này có cả đến luôn, mình sẽ đặt bông hoa này, đấy, chói lại này, bật chiêu luôn chiêu cuối này, đấy, khỏi bật chiêu cuối nữa, đấy, mình đặt đủ hai bông hoa, đấy, score này cũng đủ chết rồi, vào cái vòng tròn của Fiona là thấy là thôi, bông hoa bắn rất là thấm. Ai chà, thanh niên Aiden trên bản múa xong bị Senna đặt ngay trước cuối chết luôn. Đây mình sẽ ăn con chúa tể thôi. Đấy, Fiorina là trên bản đang me chúa tể tới mình. Bật ngay trước cuối thôi, đấy, ăn chúa tể rất là nhanh. Và cắt lên đồ cho Fiorina mình sẽ lên như sau. Món đầu tiên thì mình sẽ lên đá thánh. Và cái món thứ hai thì team bạn thì sát thương vật lý rất là nhiều. Đấy, mình sẽ lên đó là giày kháng cự nha. Đấy. Món tiếp theo mình sẽ lên đó là trượng tà thả này để có hút máu phép. Đấy. Món tiếp theo mình sẽ lên đó là cuồng giấy nổ này. Và món tiếp theo nữa mình sẽ lên sát quỷ. Món cuối cùng mình sẽ lên đó là trượng sinh mệnh. Đấy. Đấy, như món đồ của mình cho Fiori nè, rất là mạnh nha. Ai chà, bắt luôn Aiden nè bạn ơi. Thôi, xem nữa mình lên bản với Scorn tiêm bản luôn. Thôi mình sẽ đi về hồ máu đi.
đây 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 team đang có đánh nhau à, mình sẽ lên đặt đây 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 ấy chà xin biết thì bạn lên bạn luôn à, đây 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 ok mà vết tên bạn người chết luôn kìa à, hình như ai định ai định tên bạn rất là thọt đó nha, thọt rất là nhiều nha, đấy mới đây mà chính thôi. Đấy có ngay mạng phiêu ra tên bạn luôn ai định tên bạn rất là thọt rồi. Thế mà team mình thì level 11, 12 thấy Aiden thì level 9 đấy, bị hành cho sắp mặt luôn. Đấy, mình sẽ cố gắng lấy cái trụ thôi. Đấy. Chơi bao luôn này con ơi. Đấy, mấy bạn thấy cái chiêu cuối của Senna chưa? Đấy. À, chơi bao luôn này. Mà với tệ bằng chạy đâu bạn ơi. Ok vẫn chạy được à. À có cả xe buýt nữa này. Xe buýt lên mạnh luôn này, đấy. Thôi, sáng nữa mình có mạnh của xe buýt rồi. Thôi mình sẽ cố gắng lấy luôn cái chỗ đường giữa này. Tôi bỏ như là canh nhá. Ấy chà. Mình sẽ đặt bông hoa này đấy, đặt Q3 luôn đấy, Q3 thì chó lại. Ok kìa, Senna lên bản luôn rồi. Con này bạn ơi. Đây đây mình sẽ bắt Phil ra tìm bạn này. Ok kìa. Vậy mà để con tìm bạn chạy luôn. Thôi thì mình sẽ combo săn của tìm bạn luôn. Đấy. Đây đây đây. Thôi nào. Gặp xe buýt có cả màu rất đẹp bắn này. Thôi. Thôi. Một nhát chưa hai của màu rất đẹp. Một viên đạn thôi chết mình luôn. Thôi kìa, bắt tên có cả xe buýt sao lại nước ở trong buổi nhà sao? Thôi hai thanh niên này cho mình rồi. Đứng ngay trong bụi là không giúp mình đấy, để tới khi mà mình chết xong đấy mới bắt đầu lại bắn. Mình đã chết đi 2 mạng và hỗ trợ được 8 mạng đấy. Và team mình đã ăn chúa tể này đấy, đây là chúa tể con thứ hai đấy. Và tỷ số của mình bây giờ là 33-13 đấy, team rất là căng. Ok kìa, bắt tên là bị dính ngay chữ cuối của xe buýt. Bắt tên thì nó là một vị trời, nó giống là con bánh heo đấy. À chà, xe buýt này à, bạn định làm gì bạn ơi? Thôi mình sẽ lấy luôn chủ nhà nè. Và video mình sẽ kết thúc ở đây và mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo để có video mới nhé. Bye bye.